Ok, hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với John Henry's Gaming Official nha. Lại là tôi John đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review mùa thôi nhỉ. Là cái mùa mà tôi muốn nói trong ngày hôm nay đó chính là Black Friday. Oh yes, chúng ta sẽ trải nghiệm một mùa tên là Black Friday Speed Paradise. Và trong cái mùa này chúng ta sẽ có một con Lamborghini tên Mario. Nó phải bắt đầu từ 2025 rồi đấy. Không phải tin được chúng ta đã có một cái xe. Chúng ta có thể nhận xe luôn đây này. Các ông có muốn chơi nhận xe luôn không? Khó nhiều, nhận xe luôn đi. Vào luôn. Xong. Ok. Vậy tôi đã lấy xe rồi. Rồi anh em quét được thành công nào. Đủ 4 quét luôn. Và hôm nay tôi còn muốn nó trên cái này nữa. Ơi. Ok. Rồi có chưa tên yêu. Ở rank class B. Con này thì thế nào về review ô tô nhỉ? Gia Linh đỗ hơi bị chát đấy. Nói chung là vẫn con thở là con gỡ. Tên Mario mà đã 2 sao thì hơi chịu rồi đấy. Đây là sao? Đây là Asterion. Ok, Asterion 2 sao. Ngọt. Và mấy những event khác. Chúng ta sẽ có tận 28 event. Cái này hơi xa đấy. Tôi chỉ mong các ông thở thôi. Đến ngày 2 sẽ là ngày cuối cùng rồi. Holy shit. Mà khoan đã. Xem nào, không thiếu ngày nào nhá. Ok. Đúng 28 ngày luôn. Cao phải đi rất xa đấy. Và chúng ta sẽ có phần live event. Chúng ta có tên Mario Esport, Legend Pass Showcase, Overclock bình thường, ô tô phát nữa. Cũng là một loại event. Và đây, chúng ta có cả KH Galindo. Và trong cái mùa này chúng ta sẽ làm gì với Galindo? Thì chúng ta cứ cứ cày thôi. Nói chung là cho KH Jot thôi mà. Cao cứ chờ đi. Cả cái gì nhá, Legend nên phát sau đây có eSport Challenge nhỉ? Cảm thấy như cái eSport Challenge nó hơi bị nhanh quá thì phải. Nhưng mà thôi tôi cứ áp riêng cũng được. Đâu, đây, Overclock Showcase đi. Đó, tôi thích cái Overclock. Cứ nhớ cái Perfect Nitro 6 là sẽ qua. Perfect Nitro 6 này. Ok. Và đây. Trời ơi. Hai Zinger 21C là con xe mạnh nhất trong sự kiện rồi. Nếu mấy người có dự kiến cày thì mấy người cứ cày. Còn tôi chắc ăn bỏ tay luôn. Không bao nhiêu bỏ tay luôn, cho nhanh. Thank you.
run trong ván này mà chúng ta bị tôi nói là bị thiếu một cái, nhưng mà không, nó chỉ đánh được chúng ta thôi. Và tôi cũng nói luôn về cái này nữa này, đây đâu nhá. BMW i8 đấy, nó chính thức bán luôn rồi, Legend Store luôn, bằng xu luôn. Holy shit man, rất là hời đấy. Mình nghe Unite Pass này sao? Chúng ta có gì không? Chúng ta có xem đâu nhỉ? Start AK này. Không biết tôi sẽ start con gì không? Cái này vẫn nổi nha, nên là các tôi sẽ start cái này. Xin phép luôn. Nó lớn hơn hay không? Boom man. Juice bomb. Và ở đây chúng ta sẽ có 4039, còn đây là 3021. Tất nhiên rồi. Luôn 28 luôn. Yo, let's go. Ho ho ho. Free fire luôn rồi. Thẳng tay luôn. Chả phải bán nữa. Chả phải đi vào showroom nữa. Tôi cứ thẳng tay vào mà lấy xe thôi, mà start thôi. Ủa, chúng ta có 38 này, 38 với 3 về 39, nghe nó còn nặng hơn đấy, nhưng mà tất nhiên rồi, chúng ta không thể thắng được con hơi nặng hơn con đấy rồi, không sao lại có làm sao nữa. Nhưng mà thôi, tôi cứ mặc kệ đời thôi. Nên là chúng ta thử xe thôi. Cho các ông thì xe Enzo với cái Grand Sport nó mạnh hơn. Tôi nghĩ là sẽ là con Enzo ấy. Thì cái xe nó kiểu nó sang trọng như này. Thì cái đề ca. Nhưng tất nhiên rồi, tôi sẽ đưa review lên. Review event này tôi sẽ bỏ qua cũng được. Chúng ta có phần thưởng. Chắc là nó đã fix rồi đấy. Còn gì nữa không? Đâu rồi? Chắc là claim clam pack nữa này. Một event, một daily, một kiến trúc. LPS nữa. Chúng ta ở đây có gì? Chúng ta có TVR Stargarit đây này. Ui, toàn đầy thứ hay rồi. Oh my goodness. Chính là cả ba này. Chúng ta đã có cả 6/6 rồi. Đúng rồi.
Rồi, đó là sự kiện cho ngày cho mùa hôm nay. Nếu mọi người thích cái mùa này thì để cho tôi một like, một share, một kiểu này. Và bây giờ chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người, bye bye.